dạo quanh Chợ Lớn cùng với Tisu. Bây giờ thì trong cái video clip này mình sẽ đi tổng hợp ở cái chỗ bán hải sản, bán giày dép, rồi bán thịt cá để cho cả nhà mình xem. Thì những ngày cận Tết thì trong cái khung chợ Tết thì mọi người mua bán tấp nập như thế nào. Để lấy chiếc nhẫn bự mà. Bây giờ thì mời cả nhà sẽ đi vào phía trong cùng với Tisu. Ở đây có những chú thỏ con rất là dễ thương này cả nhà. Em gimbal cho nên là quay chưa có biết điều chỉnh lắm, hồi nãy nó hơi bị xoay cái khung hình, cả nhà mình thông cảm nha. Ở đây là có ngày Tết thì sẽ có những cái món này, bánh kẹp nè, bánh que dẹt, bánh kẹp, bánh que dẹt, bánh mì. Hấp dẫn không cả nhà? Bánh mì, bánh que dẹt nè. Ở đây là có bánh kẹp cuốn nè. Tết năm nay bán được nhiều không cô? Bán cũng vậy. Cũng vậy như mọi năm hả? Này mình chỉ có món này thôi hả cô? Mình có món nào khác nữa không? Ở nhà mình làm luôn hả cô? Dạ thôi em cảm ơn. Không ạ. Dạ em cảm ơn. Không thử đâu chị. Dạ không, em không thử đâu. Cảm ơn chị. Bữa nay em mua thì gần Tết em mua, em ra mua ủng hộ. Rồi Tết năm nay với năm ngoái mình thấy bán hàng trong cái mùa này á, thì nó đỡ hơn không chị? Đỡ hơn nhiều. Ấy hơn. Ấy đó cũng được 80% luôn. 80%. 80%. Dạ, thêm cái mùa Covid nữa hả? ai cũng khó khăn đều như nhau. Chồng ơi khó khăn. Dạ. Dạ cảm ơn chị nha. Dạ. Rồi bây giờ qua đây mời cả nhà mình qua đây. Dạ. Thì mình qua đây mình xin đây là cái món cải ngâm cải mặn đây cả nhà, cải mặn à gần Tết này mình ngâm lên bán bao nhiêu ký hả chị? 100.000 ký đó. Cải mặn này cả nhà mình thấy ăn cái này mà ăn với gì ta, ăn với là cơm ăn với bánh tét, bánh tráng, củ kiều, rồi ăn với bánh tét
hết tẩy luôn. Dạ, bánh tét của chịu bá cháy không á? Dạ, bá cháy bùa chét. Theo đúng nghĩa Phan Thiết mình là bá cháy bùa chét chó. Dạ, con cảm ơn các cô. Đây, cả nhà mình đi vô chợ là thấy có nhiều cái góc hình cũng khá là hay. Bây giờ thì mời cả nhà mình sẽ đi vô phía trong này cùng với Thi Su nha. Bê. Này là hàng trái cây nè. Hôm nay đi xài gimbal nha. Cả nhà mình coi thử hình ảnh có giật không nha. Coi video clip này xem thử có bị giật, có bị vên hình ảnh không thì bình luận lại giúp giùm cho Thi Su. Nếu như mà nó vẫn vậy thì sẽ tìm bằng cách khác nữa. Mà trước mắt thì cứ như vậy đi. Tại vì thật sự là cái con điện thoại này á, Thi Su mua là nó dùng chuyên để quay vlog. Và cái nó có cái độ chống rung, chống sốc của nó rồi. Màu sắc rất là thật, nhưng mà Thi Su test qua cái phần mềm, Thi Su thấy nó không có đẹp bằng quay chính của cái này. Nên là quay trở lại cùng với quay chính và mua thêm cái gimbal. Trong cái video clip trước khi mà Thi Su quay chợ Phan Thiết đó, thì có một số cô chú nhờ quay dùm lại cái khu bán thịt heo có một cái tiệm tên là Thu Thủy. Mà Thi Su đi vào trong này tìm thì không có thấy có. Nên là không biết là cái tiệm của mình là bán trong lòng chợ Phan Thiết hay là bán ở cái ngoài lòng chợ. Nên là Thi Su đi vào đây không có thấy. Thì cũng quay qua cái hàng thịt heo lại một chút xíu để chia sẻ cái khung ảnh trong cái giờ chợ trưa này gửi đến ở nhà mình. Và mình sẽ đi thẳng ra ngoài lại qua cái khu vực chợ khác. Ở đây là Phan Thiết có cái món là mắm cá cơm này nè. Ở Phú Quý là cũng ngon lắm. Cái này mà mình cứ vậy thôi, bỏ miếng đường, miếng chanh vô, rồi chấm với thịt luộc, rau thơm, cuốn bánh sáng là ngon lắm nha cả nhà mình. Món mắm cá cơm này nè. Đó, mắm đặc biệt, mắm ngư, rồi mắm ruốc, mắm nêm. Cái này mà ngày Tết là ăn là thôi chứ đã thèm luôn á cả nhà. Đây mắm tôm nữa nè. Mùa này bán được không cô? Cũng được ha. Dạ, con cảm ơn cô. Bây giờ mời cả nhà mình sẽ đi tiếp tục với Thi Su đi lên trên lầu. Ở trên lầu á thì mình sẽ thấy cái cửa hàng giày dép nè. Hôm bữa trước không biết nhớ là có lên lầu hay chưa. Hôm nay lên lại. Không nhớ mà lên chưa nữa cả nhà mình. Để đi chợ Phan Thiết đi vòng vòng nhớ lên chưa. Nên hôm nay cứ lên lại trên này. Đây là trên cầu thang trên lầu. Mình sẽ thử cái gimbal với lại cái điện thoại này đi lên trên lầu. Cả nhà mình thấy màn hình nó có bị rung, nó có ổn không nha. Trên góc này mình nhìn qua đây là mình sẽ nhìn thấy những cái hàng hải sản tươi nè. Đó. Cá tươi nè. Phía trên này thì những hải sản tươi sống, rau củ quả. Rồi bây giờ mình sẽ đi lên trên cái cầu thang ở phía trên để đi vào trong cái lồng chợ giày dép. Không biết là bữa lên cái này chưa, như nhớ là lên rồi. Giày dép nón lá. Chị đây mình có cái nón lá mini để đầy con không chị? Nón lá nhỏ nhỏ. Có không chị? Lấy cho em coi chị. Đây là nón lá nè, chổi nè. Rồi trang trí mình rèm nè, võng nè. Đây là chiếu rồi cả nhà. Chiếu rèm mùng. Áo mưa. Ở ngày Tết ai cũng có cái rèm mà muốn thay rèm chốt hạt như thế này. Này là bằng này nhựa cả nhà mình nè. Này là bằng nhựa, không phải là bằng gỗ đâu. Này cũng bằng nhựa luôn. Giống ngọc trai ha, mà rời vô là nhựa cả nhà mình. Còn này là hạt bẹt. Dạ, rồi em quay lại. Đây em mua cái nón lá mini.
Cỡ đó thì 80, cỡ đây thì 100. Dạ em lấy cái nhỏ này thôi nhưng mà phải 1 chục cái gì đó hả chị? Ừ, không có lẻ. Không có bán lẻ, 1 chục cái là 80 ngàn. Giờ cho em chụp cái này đi. Mình có cái gì mà liên quan đến lá này mà nó nhỏ nhỏ mini nữa không chị? Có cái nón lá này thôi hả? Dạ rồi. À đây, nón lá thì tôi mua cái này về để co cái bếp mini của mình. Ở đây hàng Tết bán được không chị? Bán được, tạm ổn. Tạm ổn hả? Bán sỉ nhiều hả? Dạ. Em gửi tiền 80 ngàn hả chị ha? Ừ. Dạ. Nhưng mà trên lầu gì nó có khó bán hơn so với dưới lầu không chị? Trên lầu khó bán hơn hả? Rồi cảm ơn chị nha. Rồi xong mua cái nón lá xong rồi giờ mình sẽ vô đây mình mua coi cái giày, cái dép. Đi từ từ, từng bước một. Em né qua rồi, không có thấy chị đâu, em né qua rồi. Đây là cái cửa hàng giày dép Dũng Tú đây ạ. À, hôm bữa có một cô có nhờ là quay giùm cái cửa hàng giày của người thân. Rồi Tisu đi qua, Tisu quay lại. À, cho nhà mình thấy nè. Chợ Tết. Đứng ở trên này thì mình sẽ nhìn thấy xung quanh cái chợ. Và nhìn xuống ở dưới này lại thấy là mọi người ở phía dưới này là bán hải sản đồ nè. À, nếu mà cả nhà mình xem thấy hình ảnh hôm nay tốt hơn thì cả nhà mình nhớ bình luận để Tisu biết nha, để Tisu áp dụng cái này, còn nếu mà cảm thấy không ổn thì cũng bình luận cho Tisu biết luôn. Cảm ơn cả nhà mình nhiều. Đây là mua giày dép ngày Tết nè, lựa giày, lựa dép nè. Tisu đi xuống với lại ở cái khu vực hải sản rồi. Hàng rau. Dạ thì kính thưa cả nhà mình, nãy giờ mình đi vòng vòng trong chợ Phan Thiết. Tisu đi từ cái quay một vòng để mình thử cái điện thoại này luôn ha. Làm được cách